Dia mikirin kalau nanti aku kerja setiap hari. Nah, Chong ơi. Chong ơi. Chong. Chết 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 chết. Chong cái tắc mặt kìa. Chong ơi. Chong. Ơi. Một con. Hôm nay. Một ngày 10 triệu à? Chong thích 10 con. Một ngày ăn hết 100 triệu. Ôi trời, bao rồi. Nhưng mà thế 10 triệu tiền thưởng thì đã lắp được cái kia chưa? Đập satu lắp đi, bulan katanya 100 juta. 10 10 anak. 10 anak 100 juta. Kiên trì không thể thế được. Không. Phải học lắp 1 tiếng. Xong rồi cho chơi không thì thôi, lần sau không có 1.000 nào nữa. Lần sau không 1.000 nào nữa. Mấy con, mấy con này 100 triệu này chống nhỉ. Cộng thêm vợ nữa. Một ngày. Tại sao trong ngày hôm qua trông nói mấy chéo nha vợ nha. Ê, mấy con nha. Mấy baby nha. Trông nói không? Có. Có. Good không? Good. Một ngày mấy triệu. Một con. Một ngày mấy triệu. Mấy con một ngày mất không. 100 triệu. Con Oni hôm nay hiểu không? Hiểu không? Không thêm thêm. Một ngày 10 triệu thì còn đúng cái nịt thật. Phơ nè, trong give vợ một tháng bao nhiêu? Give vợ một tháng 100.000. Ok, không kết hôn nha mọi người nhá. Đúng không? Nói này. Này. Đúng không? Bà đừng có gài tôi nhá. Này, vợ nói tiền của chồng. Xem tiền của vợ. Tiền của vợ. Không. Đợi một tí. Đợi một tí nha chồng nha, chồng hiểu nha, đợi một tí. Chồng hiểu. Không, xem. Này, đợi một tí. Đây nha. Vợ nói tiền của chồng. Tiền của vợ, đúng không? Tiền của vợ, only vợ. Tình chồng không có tiền thì lấy gì chồng gíp? Bà định đào quỹ đen, lấy đâu ra quỹ đen mà đào? Chồng ơi, chồng có làm việc. Một tháng, chồng gíp vợ bao nhiêu? 10 triệu. Một tháng 10 triệu à? Ừ. Không 100 triệu à? Ok, một tháng 100 triệu nha. Ngày mai thế con đâu là của chồng nhá. Thôi lần sau không nghìn nào nữa, không phải 10 triệu nữa, không 1.000 nào luôn. Không học thì còn đúng cái nịt luôn. Con chơi xong rồi con học. Học xong thì chơi, không có chuyện mà chơi xong mới học được. Phải học xong mới chơi. Dạ lỡ chú em này kêu chơi. Nha. Một tháng 100 triệu, còn đâu là của chồng nhá. Cái gì? Ok, một tháng 100 triệu, tôi không nói đâu, nói bài viết ấy. Không. Một tháng 20 triệu. Ok, một tháng 20 triệu, ok. 20 triệu Indonesia. Ok, 20 triệu Indonesia, nè, ok. 20
20 triệu Việt Nam, không xem xem 20 triệu. Ok, 1 tháng 20 triệu Indonesia nha. Ok, cháu ơi, 20 triệu đồng, 1 triệu bà cái gì nhá? 20 juta, 20 jutanya Việt Nam itu cuma 1.300.000. Này, 10 triệu Indonesia, xem thêm 17 triệu tiền Việt Nam. Ừ, đúng. Hiểu không? Thế thì vợ lấy 20 triệu tiền Indonesia chứ đây. Không, này, mấy triệu xem, một triệu bà. 10 triệu xem, 10 triệu Indonesia xem 17 triệu tiền Việt. Oh yeah. 20 juta sama saja 10.300.000. Nè, hai, xem, nè. Không. Có. Này, hai, ok, chồng không biết, chồng 20 triệu Indonesia, Việt Nam. Ok, không, mọi người nói 1 tỷ. 1 tỷ? Đúng. Thì để đi cướp ngân hàng. Nhá, ở đâu ra? Đi cướp được. Kiếp vợ, 1 tỷ, yêu không? Không có, kiếp kiểu gì? Thôi, thế thì thôi, đi ngủ đây. Bây giờ không có tiền thì gíp kiểu gì? Trong shopping. Ê, chồng có tiền chồng gíp vợ 10 tỷ. Như chồng không có tiền thì đến 10 triệu chả có thì lấy đâu ra mà cho. Đúng không? Không. Không gì? Shopping đi mọi người, shopping. Đi với Ly nhé mọi người, đi với Ly anh em ơi. Shopping ở son 14 tháng 2 anh em ơi.